Vào sáng nay 19 tháng 5, Thanh tra thành phố Hà Nội đã công bố kết luận thanh tra về việc cải tạo thay thế cây xanh trên một số tuyến phố trên địa bàn. Bản kết luận đã chỉ ra nhiều thiếu sót hạn chế của các đơn vị liên quan trong việc thực hiện thay thế cải tạo cây xanh, đồng thời cũng đề nghị kiểm điểm kỷ luật một số cá nhân đơn vị vì những thiếu sót này. Kết luận thanh tra khẳng định, Hà Nội hiện nay có nhiều loại cây già cỗi, sâu mục, không đúng chủng loại. Do đó, chủ trương cải tạo thay thế cây xanh là đúng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, cải thiện môi trường và cảnh quan đô thị. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện đã để xảy ra một số thiếu sót, hạn chế. Theo kết luận thanh tra, ngay từ đầu, đề án đã nêu chưa rõ tiêu chí để đánh giá, phân định và làm rõ số lượng cây dự kiến phải chặt hạ, thay thế do có nguy cơ đổ gãy, cây khô chết, cây sâu mục, cây che khuất tầm nhìn là bao nhiêu. Do đó, khi tổng hợp thành số liệu 4.500 cây đã làm cho dư luận lo ngại về số lượng cây sẽ bị chặt hạ quá nhiều. Đồng thời, việc xác định ước tính chi phí cải tạo thay thế cây xanh theo cách tính bình quân 10 triệu đồng một cây cho toàn bộ 6.708 cây là không khoa học, khiến dư luận hiểu lầm. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị liên quan khảo sát chưa kỹ, dẫn đến cấp giấy phép thay thế bổ sung một số cây không đảm bảo điều kiện để trồng. Hồ sơ cấp phép thay thế cây xanh cũng sơ sài, không đầy đủ theo yêu cầu. Bên cạnh đó, việc sở xây dựng cho phép công ty Thịnh An chặt hạ 19 cây, công ty Vĩnh An chặt 20 cây, trong khi hai công ty trên không có tên trong giấy phép chặt cây xanh là không đúng. Đối với việc chặt hạ thay thế cây xanh trên phố Nguyễn Chí Thanh, các đơn vị liên quan thực hiện chưa nghiêm túc khi giấy phép là trồng cây vàng tâm, nhưng qua thanh tra thì phát hiện là trồng cây mỡ. Trách nhiệm này thuộc về đơn vị trồng cây là công ty HDL, đơn vị giám sát là Ban duy tu các công trình kỹ thuật đô thị cùng công ty Công viên Cây Xanh Hà Nội. Với những sai sót này, kết luận thanh tra đề nghị kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội do thiếu kiểm tra, sâu sát trong chỉ đạo, triển khai thực hiện cải tạo, thay thế cây xanh. Với những đơn vị trực tiếp để xảy ra thiếu sót, thanh tra thành phố Hà Nội đề nghị kiểm điểm, kỷ luật tập thể, cá nhân lãnh đạo Sở Xây dựng, cá nhân có liên quan thuộc các phòng quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm, Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Kết luận thanh tra cho thấy, đến nay chưa phát hiện thất thoát, tiêu cực, lãng phí, tham nhũng, lợi ích nhóm trong quá trình chặt hạ, thu gom, quản lý, thanh lý, đấu giá củi gỗ sau khi chặt hạ cây xanh.